Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn kiến trúc của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và hãy bấm nút subscribe, tức là bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chia sẻ để chúng ta cùng nhau lan tỏa những kiến thức phong thủy đến với cộng đồng, cũng như hãy bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất từ Phong Thủy Tâm Nguyên nhé. Và ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng chia sẻ đến các cô chú chị và các bạn một trong những cái nguyên tắc trong cái việc chúng ta sử dụng các loại đá trong phong thủy như thế nào để phát huy những công hiệu cao nhất. Và đây là một trong những cái băn khoăn cũng như một trong những câu hỏi rất lớn của các cô chú anh chị đặt đến Phong Thủy Tâm Nguyên về việc là bây giờ nhà tôi tuổi này, đúng không ạ, thì tôi muốn sử dụng loại đá màu gì, hoặc là nhà tôi hướng này thì tôi sử dụng loại đá màu gì, hoặc là tôi sử dụng cây đá này có được không, tôi sử dụng quả cầu đá này có được không. Vậy thì những cái yếu tố nào hay những cái tiêu chí nào để chúng ta lựa chọn những loại đá phong thủy tốt nhất, thì ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng trao đổi đến các cô chú chị ha. Rồi, cái thứ nhất chúng ta xác định một điều đó là ngôi nhà là cái không gian sống, là môi trường sống mà chúng ta kiến tạo lên theo những tiêu chí trong phong thủy, theo những tiêu chí trong kiến trúc và theo những tiêu chí trong thẩm mỹ. Và con người chúng ta, các cô chú chị có đồng ý với Đức Trung rằng là con người chúng ta là những cá thể vô cùng nhỏ bé, chúng ta ở trong không gian như vậy, đúng không ạ? Do đó rằng là nếu như cái không gian môi trường sống của chúng ta tốt thì con người chúng ta ở đó cũng sẽ được tài lộc, sức khỏe và được sự hòa hợp, đúng không? Do đó rằng là cái ngôi nhà của chúng ta tốt thì chúng ta hãy tập trung vào cá thể, đó là cá thể ngôi nhà. Và nếu như cái nhà tốt thì chúng ta cũng sẽ được những cái yếu tố về lợi phúc ở trong đó. Bởi vậy cho nên cái việc đặt một cái quả cầu đá ở trong ngôi nhà hay sử dụng những cái yếu tố liên quan đến đá phong thủy trong ngôi nhà thì điều quan trọng một điều là chúng ta cần phải xác định được các cái yếu tố tiên quyết trong ngôi nhà đó. Chúng ta đặt cái quả cầu đá đấy, hay là đặt cái khối đá phong thủy đấy, hay là đặt cái hình tượng đá phong thủy đấy tại cái vị trí nào, hoặc là tại đâu, hoặc là sử dụng loại đá như thế nào, chứ cũng chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Đó là tuổi tôi sinh năm tương đây thì tôi sử dụng loại đá nào. Nếu như căn cứ vào tuổi các cô chú chị thì sẽ cần phải căn cứ theo một cái yếu tố khác. Do đó Đức Trung sẽ cùng phân tích đến cô chú chị theo hai cái yếu tố. Thứ nhất, đó là chúng ta sử dụng loại đá phong thủy để làm gì ạ? Để phù long, tức là chúng ta bổ khí cho ngôi nhà chúng ta. Và cái thứ hai, chúng ta sử dụng loại đá phong thủy để tương chủ, tức là tương hợp với lại thân chủ chúng ta, đúng không ạ? Và liệu có phải rằng là đặt câu hỏi là tôi sinh năm, ví dụ tôi sinh năm 1980, canh thân là tôi mệnh mộc, thì tôi sử dụng loại đá này được không? Hay là tôi sinh năm 1984 giáp tý, tôi mệnh kim, thì tôi sử dụng loại đá này có được không? Hay là tôi sinh năm 1990, canh ngọ tôi mệnh thổ, thì tôi sử dụng đá màu vàng này có được không? Liệu đây đã có phải là nguyên tắc đúng trong phong thủy, có phải kiến thức đúng hay không? Thì Đức Trung sẽ cùng giải đáp với các cô chú chị trong video này. Thứ nhất, theo cái nguyên tắc đó là sử dụng loại đá phong thủy để phú long. Thế nào là phú long, đúng không ạ? Tức chúng ta hiểu như sau, đối với mỗi một ngôi nhà thì trong phong thủy người ta lại xét theo yếu tố tọa của ngôi nhà, chứ không phải là hướng. Hướng ở đây là khi mà nói đến các cô chú chị để hiểu thôi. Còn đối trong phong thủy người ta xét trạch, tức là xét tọa ngôi nhà mới là quan trọng cơ. Ngay cả cái việc mà đo hướng nhà cũng thế, nói là đo hướng thôi nhưng mà quan trọng là đo từ tọa đo ra. Do đó rằng là đây là một trong những cái kiến thức rất quan trọng nhé. Bởi vậy cho nên rằng là khi mà đặt một quả cầu đá ở trong nhà là chúng ta cần phải tính toán đến yếu tố đó là hợp long và hợp trạch. Tức là như thế nào ạ? Tức là sử dụng một quả cầu đá có yếu tố ngũ hành, nó cần phải có cái sự tương sinh với lại cái phần ngũ hành của cái ngôi nhà đó theo yếu tố về bổ long, ví dụ chẳng hạn. Đây là một trong những kiến thức quan trọng trong tam hợp phái mà các cô chú chị có thể chú ý. Ví dụ như là chúng ta xét một ngôi nhà đó là tọa nam và hướng bắc, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là xét theo hậu thiên bát quái thì ngũ hành nam nó thuộc hỏa, đúng không? Do đó rằng là nếu như chúng ta cần sử dụng một quả cầu đá mà đặt vào trong ngôi nhà, đặc biệt là đặt vào cái phương vị nam ở trong ngôi nhà, thì chúng ta cần phải sử dụng cái màu sắc của cái quả cầu đá đấy nó có cái ngũ hành tuy hòa hoặc tương sinh cho cái phần tọa ngôi nhà. Ví dụ nam ngũ hành thuộc hỏa thì dĩ nhiên chúng ta cần phải lựa chọn những quả cầu đá có ngũ hành thuộc mộc hoặc là ngũ hành thuộc hỏa, đúng không ạ? Ví dụ thuộc mộc, chúng ta có thể sử dụng các loại đá cầu đá fluorit màu xanh, đúng không ạ? Chúng ta đặt ở cái không gian ngôi nhà chúng ta, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng các loại cầu đá thạch anh hồng mà các cô chú chị có thể nhìn thấy trên video, thì chúng ta cũng có thể là đặt ở trong cái không gian ngôi nhà chúng ta với cái ngôi nhà đó là tọa bắc hướng nam, và chú ý đặt ở những cái phương vị, đặt ở cái phương vị mà nó có ngũ hành hỏa, tức là phương vị nam nhé. Nếu đặt sang phương vị khác là câu chuyện khác rồi. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta cần phải căn cứ vào cái ngũ hành phương tọa của ngôi nhà để chúng ta lựa chọn các cái màu đá sao cho phù hợp. Thì về cơ bản đây cũng chính là một trong những nguyên tắc quan trọng trong cái việc chúng ta cũng có thể ứng dụng cái màu sơn. Ví dụ là các cô chú chị cũng hay đặt câu hỏi đó là tôi mệnh này tôi mệnh kia tôi sơn màu gì, đúng không ạ? Hay là tôi tuổi này tôi tuổi kia, vợ tôi tuổi này tôi tuổi kia thì tôi sơn cái màu gì sao cho phù hợp hai vợ chồng. Nó lại không phải là điều quan trọng nhất. Sơn là sơn cho cái nhà, do đó chúng ta lại cần phải căn cứ vào tọa và hướng của ngôi nhà để làm gì ạ? Để bổ long, đúng không ạ? Để thu khí của hướng và bổ cho tọa. Đây là một trong những kiến thức cơ bản mà thầy Tâm Nguyên đã giảng ở trong khóa xây dựng ekip, thì các cô chú chị cũng có thể là theo dõi lại ha. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất mà chúng ta cần phải
trang trí cho ngôi nhà chúng ta với các loại đá mang tính chất là phù long, đúng không ạ? Phù long tức là bổ khí cho ngôi nhà chúng ta, nó theo nguyên tắc như thế nha. Hoặc là nếu như một trong những cái phương án mà chúng ta xét ở đây là xét trong phòng khách, thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một số các loại cầu đá mà theo cái yếu tố ngũ hành của lưu liên vận khí theo cửu tinh, đúng không ạ? Mà mỗi một năm thầy Tam Nguyên cũng có sự chia sẻ, tức là chúng ta căn cứ vào cái ngũ hành của sao nhập và trung cung vào mỗi một năm ở tại khu vực phòng khách chúng ta, để chúng ta tính toán đến cái sử dụng loại cầu đá nào sao cho nó phù hợp. Ví dụ chẳng hạn, vào năm 2020 là cái năm mà sao Thất Xích Phá Quân nhập vào trung cung, đúng không ạ? Sao Thất Xích Phá Quân ngũ hành thuộc kim, do đó rằng là chúng ta cũng có thể lựa chọn những quả cầu đá có cái ngũ hành đó là thổ hoặc là kim, để mang yếu tố là trung hòa cái yếu tố về cái dòng khí tại cái khu vực bản cung của ngôi nhà, của phòng khách ấy, tức là khu vực trung cung ha. Đồng thời cũng có thể nhận thấy rằng là chúng ta đang ở hạng nguyên của vận 8, tức là từ năm 2004 cho đến năm 2023 là chúng ta đang ở hạng nguyên của vận 8, có sao Bát Bạch Tài Tinh ngũ hành thuộc thổ nhập vào trung cung. Bởi vậy cho nên chúng ta cũng có thể sử dụng các quả cầu đá có cái ngũ hành thổ đặt tại trung cung của phòng khách. Mà tại trung cung này thì ví dụ chúng ta có bàn tiếp khách chẳng hạn, thì đây cũng là một trong những cái vị trí phù hợp để chúng ta đặt một quả cầu đá ngũ hành thổ tại đây. Đó, ví dụ năm 2021 tiếp theo thì chúng ta lại thấy rằng là sao Lục Bạch là sao số 6, nó sẽ nhập vào trung cung, đúng không ạ? Thì sao Lục Bạch về cơ bản cũng ngũ hành thuộc kim, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các quả cầu đá có ngũ hành thổ hoặc ngũ hành kim tại cái khu vực trung cung này. Tại khu vực trung cung tức là chúng ta xét tâm của phòng khách và có một cái bàn uống nước ở đây, chúng ta có thể đặt một quả cầu đá ngũ hành thổ hoặc kim tại đây nhé. Đó là một trong những cái sự gợi ý từ phía Đức Trung. Sử dụng cái loại cầu đá tiếp theo đối với cái ý nghĩa đó là tương chủ, tức là tương chủ tức là tương hợp với lại là thân chủ, tức là bản thân tôi, hoặc là với bất cứ gia chủ nào khác nữa. Thì vậy thì cái điều nào mà chúng ta cần phải lựa chọn quả cầu đá sao cho phù hợp với thân chủ? Rất nhiều các cô chú chị như Đức Trung có nhắc đến, đúng không ạ? Chúng ta cứ căn cứ vào mệnh của mình là mệnh gì để sử dụng cầu đá sao cho phù hợp. Nhưng thực tế rằng là trong phong thủy thì lại không phải đơn giản như thế. Nạp âm bản mệnh đơn giản là cái yếu tố về ngũ hành nạp âm để tăng cái sự hòa hợp cho cái lời ăn tiếng nói khi chúng ta nói ra thôi. Còn lại rằng là trong phong thủy để mà bổ khuyết cái ngũ hành vào trong thân mệnh để tăng cái yếu tố về vượng khí và tăng các cái sự tăng thu khác về tài lộc, về quý nhân, hay là tăng thêm yếu tố về vận khí để có sự bứt phá trong một giai đoạn, thì chúng ta lại phải sử dụng theo ngũ hành của hỷ dụng thần các cô chú chị nhé. Hỷ dụng thần tức là cái ngũ hành khuyết thiếu mà chúng ta cần phải bổ vào để tạo ra cái sự cân bằng đối với ngũ hành đến từ cái tứ trụ và bát tự của mỗi người. Do đó là phải căn cứ vào ngũ hành của hỷ dụng thần để chúng ta quyết định cái màu sắc của cái loại đá mà chúng ta sử dụng đến. Thì dĩ nhiên là sử dụng loại đá nào thì cũng tùy theo mục đích sử dụng của các cô chú chị khác nhau, đúng không ạ? Có người thì sử dụng đá đấy để mà đeo nhẫn hoặc là để đeo vòng cổ, cũng có người là sử dụng loại đá đấy để chúng ta đặt vào không gian riêng của mình, ví dụ như bàn làm việc hoặc trong phòng ngủ. Do đó vẫn cần phải căn cứ vào năm, tháng, ngày và giờ sinh của mỗi người, tức là niên nguyệt nhật thời, tức là tứ trụ hay còn gọi là bát tự của mỗi người, thì mới có thể quyết định được ngũ hành khuyết thiếu của hỷ dụng thần. Từ đó căn cứ để quyết định đến những cái yếu tố liên quan đến màu sắc trang phục, màu sắc của chăn ga gối đệm, màu sắc của phòng ngủ, màu sắc của cầu đá, màu sắc của các cái loại trang sức hộ thân, màu sắc của phương tiện đi lại, hay là nghề nghiệp phù hợp. Thì đây là một trong những cái ứng dụng của phong thủy cao cấp mà phong thủy Tam Nguyên luôn tiên quyết đi song hành trong cái quá trình tư vấn cho các cô chú anh chị. Do đó phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh nha. Bởi vậy cho nên các cô chú nhanh chóng có thể là bình luận năm tháng ngày giờ sinh và số điện thoại cũng như họ tên xuống dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý cũng có thể tư vấn kỹ hơn đến các cô chú chị về cái hỷ dụng thần của mình là gì, cũng như là tư vấn loại cầu bi cầu hoặc là cầu đá hoặc lại trang sức phù hợp với lại là ngũ hành hỷ dụng thần của mình. Ví dụ chẳng hạn, đối với một người có dụng thần là hỏa thì người này khuyên rằng là nên sử dụng các loại cầu đá có cái ngũ hành hỏa, ví dụ như là cầu đá thạch anh, hoặc là sử dụng vòng phù hòa trợ mệnh có viên đá thạch anh tóc đỏ để mà tăng cường yếu tố hỏa khí để giúp cho thân chúng ta trở nên tốt hơn. Hay đối với một số người thì dụng thần lại là thủy chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể sử dụng quả cầu đá có màu tím, thạch anh tím, hoặc là sử dụng cái đá hoặc sử dụng cái vòng phúc hòa trợ mệnh có cái ngũ hành thủy thì nó sẽ tốt hơn. Do đó là phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh và căn cứ vào cái lá số bát tự tinh bàn giống như các cô chú chị nhìn thấy ở trên màn hình đây, thì chúng ta mới quyết định được cái ngũ hành của mình là gì, và từ đấy căn cứ để xác định ra cái màu sắc của cái loại đá phù hợp, chứ lại không phải theo cái việc tôi mệnh này, tôi mệnh kia, tôi sinh năm 1984 giáp tý, tôi mệnh kim, tôi sinh năm 1986 bính dần, tôi mệnh hỏa thì tôi sử dụng loại cầu đá nào. Thì đây là một trong những kiến thức cơ bản và cũng không có đúng luôn.
Do đó là chúng ta hãy lưu tâm để ứng dụng phong thủy một cách chính xác nhất và đạt được cái sự tối ưu nhất trong cuộc sống nhé. Tự chung lại, chúng ta hãy sử dụng các loại đá theo những cái nguyên tắc nhất định, theo cái khẩu quyết đó là phù long và tương chủ, đúng không ạ? Chúng ta hãy đặt quả cầu đá, một là phù hợp với ngôi nhà chúng ta và hai là phù hợp với lại là thân mệnh chúng ta, để mà phát huy cái công hiệu tối ưu nhất trong cái việc ứng dụng phong thủy. Và trên đây là video Đức Trung có chia sẻ đến các cô chú chị. Hãy chia sẻ video này để lan tỏa kiến thức đến với mọi người nhé, cũng như bấm nút đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất. Các cô chú chị cũng có thể gọi điện đến số 1900 2292 để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn, hoặc đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để được trực tiếp giao lưu với các đội ngũ trợ lý, hoặc là cũng có thể đặt lịch hẹn để gặp trực tiếp thầy Tăng Nguyên tư vấn khảo sát cho ngôi nhà chúng ta, thì sẽ có những cái phương án chính xác nhất trong cái việc sử dụng các loại đá trong phong thủy như thế nào. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.